chào tất cả các bạn. Tôi là Linh Thúy Diễm, tôi đến từ Việt Nam. Tôi rất là vinh dự khi được mời biểu diễn trong show Elite Artist Circuitry, một sự kiện chất lượng cao với sự tham gia của các master hàng đầu thế giới. Ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một kỹ thuật cung chân mày của tôi, đó là kỹ thuật Sharp Brow, được đúc kết qua 16 năm kinh nghiệm làm việc của tôi. Chúng tôi sẽ mang những kỹ thuật đặc biệt của mình để giúp quyên góp tiền từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương cho những hoàn cảnh không may, và đồng thời mang đến một cơ hội đào tạo tuyệt vời cho các bạn có niềm đam mê với ngành phun xăm thẩm mỹ được giao lưu và học hỏi, tiếp cận những kỹ thuật mới nhất hiện nay. Đây thực sự là một chương trình vô cùng nhân văn và ý nghĩa đối với cá nhân Linh, với các master, các bạn học viên và đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo nên một sân chơi đặc biệt và vô cùng tuyệt vời như thế này.